Thưa quý vị, là nơi tập trung số lượng lớn doanh nghiệp và người lao động nên nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các khu công nghiệp là rất cao. Để kiểm soát dịch, Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống phần mềm nhằm chủ động đánh giá đúng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các khu công nghiệp. Ngày 23 tháng 12 vừa qua, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Bộ Công an và Công ty Cổ phần Công nghệ Atalink đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ hệ thống phần mềm phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo hình thức trực tuyến cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, doanh nghiệp cập nhật mọi thông tin về đơn vị lên hệ thống chung. Ban quản lý có thể theo dõi tình hình phòng dịch của từng doanh nghiệp. Đồng thời, phía bệnh viện 199, đơn vị quản lý các trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp cũng nắm được thông tin dịch tễ từ phần mềm này để triển khai các biện pháp xử lý nhanh khi doanh nghiệp có F0. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khi triển khai cái phần mềm này, thì khi chỉ cần có một công nhân có một cái biểu hiện, thì ban quản lý chúng tôi, bệnh viện 199 hoặc là chủ doanh nghiệp sẽ nắm được tình hình và bệnh viện 199 sẽ chủ động cử người xuống để mà khám và sàng lọc trong vòng 5 giây. Thì cái thông tin này được truyền đến tất cả các đơn vị, truyền đến ban quản lý khu công nghệ cao công nghiệp, truyền đến bệnh viện 199, truyền đến các ông chủ doanh nghiệp. Là như vậy, cái công tác xử lý dịch bệnh sẽ rất là tiết kiệm được thời gian. Thời gian qua, COVID-19 đã bùng phát ở một số doanh nghiệp, song thực tế cho thấy các doanh nghiệp khá lúng túng trong việc xử lý trường hợp phát hiện F0 tại nhà máy. Các doanh nghiệp chưa đánh giá đúng mức về nguy cơ lây nhiễm nên có việc lúng túng trong xử lý tình hình. Do vậy, việc số hóa các quy trình phòng chống dịch giúp ban quản lý, ngành y tế, doanh nghiệp chủ động hơn trong phòng chống COVID-19, giúp người lao động yên tâm sản xuất trong bối cảnh bình thường mới. Và doanh nghiệp cũng không phải đóng bất kỳ loại phí nào khi triển khai hệ thống phần mềm này. Làm hai cái trạm y tế lưu động thì rất là tốt và rất là kịp thời cho doanh nghiệp. Và triển khai một cái phần mềm mà kết nối giữa doanh nghiệp với lại ban quản lý khu công nghiệp cũng như là với lại bệnh viện thì nó sẽ giúp cho các hoạt động mà phòng chống dịch của đơn vị, thứ nhất là nó sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn, hạn chế các cái thủ tục mà văn bản hay gì là nó bị chậm đi. Cái thứ hai nữa là hạn chế tiếp xúc. Đà Nẵng thì về cái công tác tổ chức, công tác chuẩn bị các cái phương án phòng chống dịch tương đối là bài bản. Để giúp cho các doanh nghiệp đánh giá được nhanh thì chúng tôi sẽ thiết lập những cái bệnh viện 199 sẽ thiết lập những cái hệ thống đường dây nóng để cùng với y tế doanh nghiệp. Bởi vì ở trong các cái nhà máy, những cái khu doanh nghiệp của Đà Nẵng thì đã về cơ bản đã được tập huấn và cũng đã được những hướng dẫn những cái đánh giá này. Tuy nhiên chúng tôi dùng những cái công nghệ để làm sao kết nối sớm nhất và cũng tư vấn một cách nhanh nhất với các doanh nghiệp. Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng hiện có hơn 500 doanh nghiệp với khoảng 80.000 lao động. Việc triển khai hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến kết hợp với hình thành hai trạm y tế lưu động nhằm tạo sự chủ động để triển khai ngay các biện pháp xử lý khi có ca F0, kịp thời phong tỏa, phân luồng, truy vết, phân loại và đưa người đi điều trị, cách ly y tế kịp thời, đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho doanh nghiệp và cộng đồng.